Dạ nghe rõ. Ok, thì cũng xoay quanh cái vấn đề mà Facebook đó, thì ở đây cái hiện tượng mà mới xảy ra mà cũng nằm trên phương diện Facebook, thì em tôi nói cho mày nghe. Ở đây thì nhà nước Việt Nam mình đã lo cho những người công dân Việt Nam mình hiện giờ đang làm ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh đó về quê. Dạ. Trước khi Ừ. tao nói cái vấn đề đó, tao sẽ cho tụi bay coi cái điều này. Dạ. Ở đây là đoàn xe mà ra đây Dạ. đi về Ninh Thuận nha. Dạ. Đây đây là những cái xe tải và chở những người dân rất là mấy chục chiếc lận. Đây là Ninh Xe Thuận Phương Trang đó, dạ. rồi. Ok, cho rằng vậy đi, có hộ tống đàng hoàng nha, có xe y tế đi về sau luôn nha. Đó là một. Dạ. Bây giờ đây đây là về tới Long Xuyên An Giang nha. Anh Rồi ok, đây cũng có những cái đoàn xe của nhà nước hỗ trợ đi đầu các cái rồi xong nha. Đây nè đó thì bây giờ ta mới tôi phải thấy rồi đó, không cần phải chiếu đâu để nói cho nó hết câu chuyện. Ê, Dạ. để như vậy để tôi mới nói cho bạn nghe nè. Thì tất cả những người đó mày nhớ kỹ là dịch bệnh đã hoành hành thành phố Hồ Chí Minh mình và nói chung là cả nước Việt Nam 5 tháng qua rồi, chứ nó không phải mới đây, nó không phải một hai ngày. Thì 5 tháng qua người dân ở trong thành phố Hồ Chí Minh, kể cả những người công dân, những người lao động, họ không có chết, họ không có chết đói. Dạ. Thì tại làm sao một hai ngày nữa, trong khi đó để chờ người chính phủ hoặc là những người đó để mà có cái xe chuyên dùng, những cái xe để mà đi trở về các tỉnh theo yêu cầu của một số người dân, và người ta ra mới nói cái điều này. Người nào muốn đi về đâu thì nhà nước sẽ hỗ trợ đi về đó, nhưng mà phải có chờ xe, có nghĩa là chờ cái tập, ví dụ như anh ở Long Xuyên, An Giang, bất cứ đâu thì cũng phải chờ một hai ngày để người ta sắp xếp cái lịch để người ta đi về. Cớ làm sao bỏ đi về, dắt con dắt cái đèo đóng đưa vô đàng hoàng xong rồi dắt mày nghĩ coi, mày đi từ ở chỗ Bình Dương thôi, mày vô thành phố Hồ Chí Minh mày đi bộ nổi không? Đúng rồi, Có nhiều rõ thằng nó ràng. lên mạng nó nói vậy, tại làm sao mà phải để con người ta đi mấy ngàn cây số vượt đường giống như vậy? Có nghĩa là ở đây tôi muốn nói này, ở đó sâu xé là ở chỗ là nó vẫn phủ nhận, thì người có thể là đi phía, người ta hỗ trợ hoàn toàn trừ trường hợp những cái chuyện họ bất khả kháng. Tao nói ở đây là không phải là không có, nhưng đó là một tiểu số rất là nhỏ, và họ cảm thấy là họ đi đường, cảm thấy là người ta nói chung là có một trường hợp là hai vợ chồng với đứa con nhỏ tuổi rồi đi ra đi đâu á, từ Sài Gòn thì ra tới miền Bắc mà đi tới giữa đường thì sao bị bệnh, nhỏ nó bị bệnh sao đó, cái chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cái đó là lỗi vợ chồng đó, bởi vì đã có con nhỏ mà cũng không không biết và không hiểu được cái hành trình nó xa xôi như vậy mà vẫn cố tình đi, đó là bất chấp, cái đó là ngoại lệ mà nó không tính. Nhưng mà thường thường đa số ở đây là người ta theo chỉ thị của nhà nước và đang ta chịu khó ta chờ những người xe, thì hà cớ làm cái gì mà đi ở đây bọn phản động và nó chụp những cái hình bầu đoàn thê tử kéo nhau lê thê lết thết để chi, nó chỉ chụp hình thôi. Tao dám chắc với mày không có thằng nào mà từ ngu gì đi mấy ngàn cây số cả, có thằng nào điên luôn, đó là một cái chuyện điên khùng mà cái chuyện hầu như là không bao giờ có, nhưng mà nó vẫn cố tình nó đem cái điều đó lên để mà nó nhục mạ nhà nước mình, nó sỉ vả và nó moi móc ra tại làm sao này tại làm sao ở kia, nhưng mà cái chuyện nó hoàn toàn là chuyện vô căn cứ. Là bởi vì tao nói mày rồi, từ Bình Dương mày lên thành phố Hồ Chí Minh mày đi bộ mày chết mẹ mày rồi, đừng nó ở đi mấy ngàn cây số, chuyện tiền tào lao, chuyện nó không bao giờ có, cái chuyện nó thiệt ra vậy, nhưng mà nó vẫn lên ông ống này kia đồ mà nhà nước như vậy là tại làm sao không chủ trương này, không đường lối, không hỗ trợ, nói chung là phải có chính mình, nói chung là tất tần tật là đổ chĩa bổ vù cho nhà nước mình. Mà thấy rồi là không có nghĩa là đó là một hành động xấu, và nó chỉ selfie thôi, nó chụp hình thôi, nó chụp hình cái người mà dẫn bầu đoàn thê tử lết thê lết hết đi, bắt đầu vu cáo. Cái đó là một cái hành động cũng như liên Facebook, nó mượn cái bản Facebook lên nó tuyên truyền và nó chống phá Việt Nam mình bằng cái cách là nó nói là nhà nước mình không lo cho dân, không lấy cái kia. Ta cho bà cứu rõ ràng là hai ba đoàn xe đó, tức là mỗi tỉnh mỗi đoàn xe nha, nhưng mà phải chờ sắp lịch chứ không phải đùng cái mày kia có một người làm sao mình đi xe 60 chỗ ngồi được. Đúng Mày phải rồi. chờ một hai ngày đủ 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 người, người ta mới cho mày lên. Thậm chí cái xe chở người và cái xe chở phương tiện cá nhân của thằng đó luôn nữa,
đúng rồi đúng rồi cái chuyện có luôn không, dạ nó vẫn nó bỏ mấy cái chuyện này, nó chỉ lôi ra mấy cái thằng là đủ mới đi bộ lê thê lết hết á, nó chụp hình thôi, tao không biết thằng đó đi về thiệt hay là không, mà tao bảo đảm mày không bao giờ có cái chuyện đi đi bộ mà 2.000 cây số mà đi bộ chứ đồ điên. chính xác, Thì tao mới phê, tỉnh tao mới này qua ngồi tỉnh quá kia câu còn không thôi, có nữa, tao tỉnh ngồi này qua quá tỉnh câu kia là thôi còn không có nữa, chứ tao nó là ngồi mấy quá ngàn câu là cây. đủ mà ngu chết đó đù, thế là chúng nó đủ ngu bỏ ráng chịu, rõ ràng không ai ngu kiểu đó cả. Yeah. Mày tin đi, mà hỏi trong diễn đàn là mười mấy người, có thằng nào mà dám đi từ đây ra Long Khánh thôi đi bộ rồi tưởng anh đi nổi không, đừng nói chi đi đi 2.000 cây số cái chuyện tào lao vậy đù, mà chỉ còn một câu một thôi đù, mà hè nhà nó chửi tao quá trời quá đất luôn đù má. Mày thấy nó rải ra không, có dẫn chứng cho mày nghe, 5 tháng nay không chết thì há gì 1 2 bữa Đúng rồi, nó đù tào lao, sẵn đó cái là câu chuyện mày chuyện đó tu này bố 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 sẵn cái câu chuyện mà đi bộ với lại đoàn người kéo nhau đi khổ quá và tỉnh này tỉnh kia chồng đó. đèo vợ chèo con gì đó, thì con có cái luồng suy nghĩ này thì không biết bố thấy thế nào. Bố có cho rằng á là thế lực thù địch nó lợi dụng vào cái hình ảnh Đúng từ thiện rồi, thì ta tặng nó tư đứng tôi sau đó kiểu những đó đó. dạ đó một vài tổ chức từ thiện, bởi vì là bố nhớ đi, có những câu chuyện á đưa những hình ảnh ở cái ông này lên, nên bố nhớ cái vụ cái ông rap gì không, à là y như rằng là hôm sau có từ thiện cho một chiếc xe mới cho một chiếc xe mới rồi rồi những cái trường hợp mà khó khăn gì đó là y như rằng là Mạnh Thường Quân sẽ đáp ứng rất là ngon lành. Và mới đây nhất luôn, mới đây nhất luôn có một cái bài đăng con có đưa lên trên bản tin đó, tức là cái trường hợp cái đoàn xe máy kéo nhau đi về quê gì đó và xe cũ kỹ gì đó nó hư hỏng hóc ở trên cái đèo Hải Vân, thì được đoàn từ thiện Đà Nẵng mới ra là cho đổi lấy xe mới lấy xe cũ, xe không đồng, tức là xăng không đồng, đồ uống không đồng, rồi thêm một chiếc xe không đồng nữa ghê không, ghê không, thì mà bây giờ mình khoan sai cái yếu tố và nó nghiêm trọng đúng không, mình chỉ nói là cái đó cái đầu tiên là nó làm tới ảnh lợi hưởng lợi khiến dụng những người dân diễn lợi dụng diễn những cái cảnh đó để làm gì, để được cho đúng rồi khi rồi những tụi thẩm này thấu mới cái tới người và đúng dạ rồi cái tụi từ thiện nó mới tới, nó đúng quay rồi phim nó làm ảnh để nó thu hút cái gọi là cái tiền ủng hộ của Mạnh Thường Quân đó, nguyên nó nguyên tạo một ra cái đám cảnh người toàn là là nào đau mẹ thương cha đó. trên đời rồi mà không biết không hiểu, thấy nó vậy là mình đã hiểu, là mình đã hiểu mà lại nhạy bén, mà mình đi hiểu thế nào rồi, mình đi hiểu là nó chứ bự cái cớ này lên để mà nó ngồi nó sửa sói và nó chu chéo và nó chửi bới, thế mà người nào người nấy lên đủ má thôi, để tôi lên tôi phản biện, để tôi lên tôi phản nói mày con cặc gì đủ biết đủ thứ phản biện gì, có đức đủ mà chửi cho phản biện gì đủ, không ai không hiểu điều đó cả, chỉ có mấy cái thằng khùng thì đủ má nó ngồi lên mới nói chuyện thôi, bởi tao tức là tao bên đó nó nói mày đủ mà tao lên sớm này gì đó, tao lên sớm mà tao nói tao chửi cho ra đã rồi xong hồi tao đi ở đây tao nói mày 5 tháng rồi không chết thì không có Đúng gì một rồi. hai ngày nữa mà đói cả mà chết cả. Mày nhớ kỹ là gia đình tao bên Việt Nam là đủ đại lý gạo, tổng tổng kho một ngày bán 50 kg gạo, 50 tấn, 50 tấn gạo, mà tao mấy bữa nay bà nói kìa đủ mấy giờ nó đem gạo nó bán trong những cái mùa dịch đó, rồi bây giờ những người mà người ta có gạo mà tao bị lãnh quá nhiều, là có nhiều người mấy trăm ký, có nhiều người 70 80 ký tao đem lại tao bán lại cho em không có mua, rồi bả là đại lý gạo đó. Rồi có ghê không, bây giờ dư thừa gạo nữa, dư thừa bây giờ qua cái, bây giờ tạm tạm ổn ổn là người ta đi đổ, người ta đi tới bả đi bán gạo lại, Bán trong lại nhiều nhiều quá em mà ăn không hết sẽ nó mốc thôi, ăn dẹp không đi dặn bả em hết không có mua có biết cái đồ quỷ đó, đồ tham cho mà tham cho cố vô đồ má gì mà ăn ăn cái cào quá họng mà đi đồ má đó, đúng làm sao mà nói được, rồi nó tào lao đủ mà hở ra cái gì đủ má nó cắt nó móc là luôn má, nghĩ sao vậy, bây giờ phải vượt Trường Sơn giống như ngày xưa chiến tranh đã gọi là chuẩn bị là phải có đủ hậu cần các cái đủ mẹ cái mã cha nó đủ bị nó moi móc mấy cái chuyện ra nó hết đường rồi, mà ra bây giờ nó thấy cái e nó không, mà thấy cái hơi nó mới mở mồm ra là thấy nó thúi rồi, mà là biết rồi không còn ngồi cái này đủ thì ta mới còn cái hai câu à đủ má rồi ngu chết sáng chịu, mà thiệt ngu thiệt, có ai bao giờ mà đi từ đây mà ra Bắc mà đi bộ không, mà thấy mày nghĩ sao, mày là con người mày nghĩ sao vậy, con vật người nó còn đi không nổi đường nó là con người, mình đi từ từ chỗ mày mà đây mình ra Sài Gòn thử mà đi bộ mình nổi Sao mà đi không, được? bé tào lao đuổi như vậy vẫn ngồi súng vô một viên đống người đủ má ngồi đủ má phản biện này giải thích cái này giải thích cái kia đủ vậy giấy đủ nào bả Đúng lên rồi. cái giải thích làm có đéo gì, thấy là thấy xạo rồi. Bởi vậy thành ra
trong cái mùa dịch này nó lợi dụng tất cả, lợi dụng từ thiện, lợi dụng đói khổ, lợi dụng nói chung là cái gì nó than lửa than để chi, nó kêu gọi cái sự giúp đỡ là đủ. Đối với dân của mày nó xe không, đồng xăng không, nói chung là tất tần tật đủ, nó thảm thảm, bởi vì cái mạng xã hội này rất là nguy hiểm. Người ta nói rồi, giống như nó cũng vẫn liên quan đối với cái mạng Facebook, mà chỉ có Facebook nó mới tuyên truyền, nó mới làm những cái chuyện xấu xa bị ổi vậy thôi. Và những cái hành động thù địch của người khoa nó dựng lên cái hình ảnh đó, nó thiệt mày, nó chụp những hình thôi, chụp đủ và bầu đoàn thê tử kéo lò sang son đồng người mang lủng lẳng mà. Đâu phải là nó muốn thằng này xuống kia mày làm vậy đi, tao chụp hình mày có tiền đồ kia khoái hả vậy hả, sắc mấy cái lon lên đồ nào lon nào chảo nào đủ nào bếp đồ rồi đi tua luôn. Rồi tao hỏi mày, từ đó mang bê lưu đồ đó mày đi được 5 cây số không, đừng nó ở đi từ 2000 cây số đủ mới thấy là xạo rồi, mà đủ có nhiều người vẫn tin. Nó kỳ á, hay mà nói ra thì nó chửi đủ không mấy. Nó nói mà nó biết thương dân, không biết thương dân thương gì, đủ toàn là ngu ráng chịu chứ biết sao chuyện gì. Rõ ràng người ta đã nói rồi, anh muốn về nơi nào đêm tối dân phố tới anh đăng ký xong tôi chờ chuyến xe tôi rước đi, không tự nhiên sách ông đi sách giái sách đồ đi đủ bầu đoàn thê tử đi kéo nhau lê thê lết hết vậy. Có mấy thằng khùng nó mới làm vậy thôi. Đi theo nhà nước tổ chức đàng hoàng á thì đâu có kiếm được tiền, bố hiểu không? Tức là nhà nước người ta chăm lo về tới nơi đàng hoàng rồi, thì đó, đó. Mà thấy chưa? Và tụi đó đây là cái những chuyện đó là do tụi kia sắp đặt, tụi kia mày làm như vậy đi mày sẽ có tiền, tại vì tụi này tụi nó lên mặc dù xe nhà nước có đó mà nó không đi, nó đi lên chi để nó xin tiền, mày hiểu không? Rõ ràng cái kịch bản nó rất là nhìn quá rõ luôn, không có gì mà hở ra cái nó nói là tao không có chịu thương dân, thương dân gì ngu thì ráng chết chịu chứ đâu có thương dân gì. Đó, không ai ngu, không ai mà đủ mà đi bộ mà tụi mà giống như kiểu thời chiến vượt đường sơn hết trơn, chuyện tào lao nói chuyện con nít dế nó nghe chứ đủ má người mà nghe gì. Nó cứ lợi dụng cái quan điểm đó, đúng không? Nó lợi dụng quan điểm gì là đúng, thương dân rồi dân khổ đó, để nó chấn áp kia mày còn nói à, nó chấn áp đủ má tào lao, nó còn chửi tao đồ mị già này kia đủ má chứ đủ má mày nó nhột mình khui ra đúng ngay cái tim của nó là rộng rồi, nó nhột mà nó chửi mày nè đủ má, nó kỳ đúng rồi đủ má kỳ. Tao mới lên tao mới tức, tao nói đủ mẹ mày lên mở mở mà tao lên trước tao nói mà vài câu xong hồi chuẩn bị tắm rửa đi làm đủ nghe, dài tao còn phải đi làm đủ, không làm lấy gì ăn thấy không đủ. Đúng không, không làm đủ mấy tiền nếu rồi mua iPhone đủ tàu lao đủ má, thấy trước mắt gì mà đủ má nó cũng ngồi nó cũng lên nó sủa, thôi để tôi phản biện, để tôi lên tôi nói rồi kia, trời bây giờ này kia không cần phải phản biện chửi thôi. Đó đang ở đây là từ Phan Thuyết, Bình Thuận là An Giang là Bạc Liêu là Sóc Trăng là Cà Mau là có những chuyến xe của nước hỗ trợ hết, và tao nói tôi chứng cho mày coi rồi đó, tao chứ không hết còn rất là nhiều, nhưng mà tao không chứ để đây như biết là bằng chứng có thật, người chủ người là nhà nước đã đưa xe đưa những công nhân rất là đàng hoàng, họ tổ chức rất là chu đáo, dạ rất là chu đáo. Không, nó không chịu đủ mới vậy, không có được, đâu có kiếm tiền được, đâu phải kiếm công, nó phải kiếm bầu đoàn thê tử, nó phải diễn, nó phải diễn, nó phải diễn để nó mới lấy tiền được. Hết trên đường đi vậy, má cha, tôi nói đủ má, mà tao nói ra cái nó chửi mình nè, đủ má, bực quê, đủ bực mình, đủ má thì bực. Nói cái điểm này luôn thôi bố, là chúng ta phần nào cũng bây giờ mình nói chứ mỗi người gọi là cố chấp đi đúng không, chúng ta chỉ nói điểm này chúng ta suy ra ví dụ nha, như cái thời bao cấp hay thời gì nó còn khó khăn đúng không, nó thiếu thốn nó xảy ra là biến cố ok tạm chấp nhận thôi chứ không có thật. Còn với cái thời buổi này, một cái sự phát triển đất nước như vậy mà nói chuyện ông đi bộ từ đây ông về quê nghe nó không chấp nhận được, mày nó nghe phi lý, mày nó nghe điện đủ đang làm gì không có tin, nó ở đâu thế giới bên kia đủ điện tàu lao có đi bộ là như vậy nè bố cầm, có đi bộ là như vậy nè, tức là những trường hợp họ cố tình đi bộ để làm gì, để họ thông chốt bố hình chung không, thay vì họ đi xe thì họ sẽ gặp chốt, họ sẽ vướng, họ sẽ khó khăn trong cái việc thông chốt, cho nên họ gọi là đối phó, họ cố tình họ đi bộ đó và đi theo đoàn người đó để họ dễ dàng họ thông chốt. Điều nữa là tất cả những cái chuyện thông chốt hoặc là ùn kéo nhà quê cũng là một chiến lược của tụi nó xác động, mày hiểu tao nói không? Bây giờ tao mới coi bài bản hết, ở tỉnh Bình Dương là hiện giờ nhà nước hiện giờ đang kêu gọi người dân, những người xưa làm công nhân viên hoặc là làm công nhân ở đó hiện giờ người ta kêu trở lại để mà làm việc, đang thiếu người trầm trọng, mà không tụi này vẫn bỏ về quê như thường, ngu chết ráng chịu. Rõ ràng khi trở lên được
cái đéo công việc đâu mà làm. Người ta đã yêu cầu ở lại để mà cố gắng phục hồi kinh tế, vào làm công nhân trở lại, hiểu không? Không, bỏ đi về quê. Cái đó là mày, cái đầu của mày á, mày ráng mày suy luận sao mà để cho mày, mày ngu mày sắc gì mày ráng mày chịu. Ở Việt Nam làm sao mà đói được? Tao đã kể mày rồi đó, ở nhà tao bên Việt Nam mà đủ mà người ta đi bán gạo lại. Có nghĩa là ta lãnh gạo nhiều quá rồi ta không hết, bây giờ ta bán lại 70 kg, 80 kg, 100 kg tạ gạo, nhà nào cũng vậy chứ rồi. Tao nói không được quyền mua, không cho mua. Ra lệnh rồi, không cho mua. Không có mua biết gì hết. Mày thấy rõ ràng không? Có nghĩa là khổ cái là tụi nó chỉ cần mấy cái đó rồi xong rồi bắt đầu dân đứng lên này, bắt đầu là xuyên tạc và bươi móc ra là tố cáo chính quyền không lo cho dân này, các cái đủ trò. Mà thấy khốn nạn không? Tao được còn với chữ khốn nạn. Khốn nạn đây là cái mưu đồ của nó rồi đó. Tao chữ là khốn nạn. Dạ đúng không? Đồ má tụi nó quay qua tao chữ tao quá trời, thằng già, thằng quỷ già, thằng này về không đi luôn quá. Bực mình đủ bé. Diễn đàn nào? Diễn đàn nào? Bố đi diễn đàn nào mà nó chửi bố như vậy? Cái diễn đàn là của thằng A Quy. Cái thằng đầu sọ đó hả? Thằng đầu sọ đó hả? Ta mới nói là ở đây nè, nó lợi dụng mạng xã hội. Đó là một nguyên tắc là nó lên like, nó lên Facebook mà. Đó cũng là rõ ràng cái tiêu đề bà đưa ra mà Facebook là cái như vậy là tác rất là tác hại. Chuyện thật là không bao giờ nói. Nói toàn là chuyện tào lao không trời. Đó, có rõ ràng không? Chính những người lãnh đạo trong chính quyền Mỹ họ cũng nhận luôn mà. Họ nói là rõ ràng cái nền tảng Facebook là nó đi gây chia rẽ nền dân chủ các nơi trên thế giới. Họ nhận được điều đó. Rõ ràng, đó. Thì là bố lên hôm nay là bố chỉ nói là cái chuyện là ngày qua tao bị chửi mà tao chửi tức, tao tức cười mà tao bị tức, tao tức cười. Nói đủ rồi, tụi này nó ngu hết phần cái chỗ tao ngu à. Ít nhất thì mày phải biết báo, mày cũng phải biết này kia, mày lựa thông tin mày coi không, cũng vì 3 đồng tiền lẻ. Mày xuống ghê đủ, mày đứng đi tao chụp hình đó, mày có tiền đủ má là giác đầu giác son giác đổ rồi tay thì cầm về giác vợ bố à bốn đứa con leo nghêu lắm nhóc chụp hình nó ghi dưới tiêu đề đủ mà vượt 2000 km cái mã cha đó chứ là đủ má vượt 2000 km đủ má cái tao nghe thấy đủ mà điên tiết đủ vậy là không ngu à, vậy có ngu không đủ mà tào lao thiệt tình á. Mà đó là những cái bẩn thỉu nhất của tụi nó mà gầy em đủ mà để nó nhục mạ nó bươi móc chính quyền mình mà nó đúng chửi. Rồi mẹ tụi nó lấy lý do nó lấy cái lý do nó cắt ghép hình ảnh hoặc là nó dạ đúng không bây giờ trong diễn đàn thì bây giờ có cái thằng nào mà đủ mà đi 10 km thôi bây giờ đó từ cái chỗ mày ở từ Gò Vấp đi Sài Gòn đi được không, đừng có nói gì ra chi chuyện tào lao nó chuyện toàn chuyện không tưởng không à. Đùn bà thằng quỷ A Quy vô đủ má than trời ơi vậy chính quyền sao đâu mấy cái này là phải chuẩn bị là phải đủ nó tạo ra một cái kèo mà game của nó mà game của nó rồi nó gài game mà một đám bu lên để tôi lên tôi giải thích cho để tôi giải thích con cả giải thích cái gì đủ đào mã ca lên giải thích cái gì đủ mẹ bực mình đủ mấy 8 hồi tôi lên nữa.